Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đang ở tại là xã Thanh Đức, ấp Thanh Sơn, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Trong buổi sáng trưa ngày hôm nay thì em sẽ mời cô chú anh chị cùng với em cùng đón gia đình của một nhà hảo tâm, đó là anh chị ở bên Mỹ về, cũng như là hình như là có hai người con cũng về chung với anh chị. Thì đối với nguyện vọng của anh chị Linda là mong muốn sẽ hỗ trợ cho 150 hoàn cảnh các bé có hoàn cảnh khó khăn. Dạ, thì ngày hôm nay em có nhờ chị Loan và liên hệ với em, liên hệ giùm em là sẽ đón nhà hảo tâm ở tại trường trung học cơ sở Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, để cùng với tấm lòng của anh chị. À, chào chị. Dạ đúng giờ quá vậy chị. Giờ là nhà hảo tâm tới rồi cô chú anh chị, để trao 150 phần quà ngày hôm nay. Vậy là anh chị ấy đi xe từ vậy là quê anh chị ấy ở tại Bình Dương thì phải. Dạ, biển số xe 61. Rồi, chào anh. Dạ, khỏe, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh chị nhiều lắm. Rồi, chào các con. Ok, nó bỏ cho. Rồi, chào con. Dạ, chào chị Linda. Dạ, khỏe không anh? Dạ, em khỏe, cảm ơn chị. Chị Linda thì cũng đã từng với em, đã hỗ trợ về những cái phần quà trong khoảng thời gian trước. Hôm nay mới có dịp gặp mặt chị cũng như gia đình. Dạ. Dạ, kẹo. Đây những bịch kẹo sô cô la, những kẹo mút. Dạ, anh chị đi từ hồi mấy giờ tới giờ? 7 giờ 20. 7 giờ 20, giờ là sao ra tài xế chạy cũng khá cứng anh ha. Chạy 2 tiếng mấy tới rồi. Chạy ra bưng vô trong đây à. Hôm nay thì anh chị sẽ đem những cái phần quà, những cái phần kẹo, phần gạo. Dạ dạ xích anh. Dạ chị còn ghi nổi không? Dạ dạ dạ, để đại xuống dưới đi chị, rồi để em nhờ. À, mấy chị ơi, phụ em ghi cái thùng này vô trong cái. Mấy chị mấy anh nào rảnh tay phụ em ghi này vô cái. Alo 1, 2, 3, 4. Chị vô. Ờ, chào con. À, dạ rồi. Đây, chị gửi lên. Thôi, để em sách luôn. Nhà tâm vô luôn rồi. Dạ. Đây, các bé thì cũng đã tập trung cũng tương đối khá là nhiều rồi cô chú anh chị ha. Dạ, em mời anh. Có cái hoài à, qua mới anh mới phát 202 100. Dạ, 103 anh à. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, giờ là anh về đây mà anh vẫn xem em hả? Có chứ. Cảm ơn anh. 1, 2, 3, 4. Alo, 1, 2, 3, 4. Dạ rồi. Em đi tiểu. Dạ thì mình đi vệ sinh trước đi anh chị. Dạ. Dạ mình để lại đi gì dạ. Rồi mấy con lên đây ngồi nè cho đỡ mỗi chân con. Lên đây ngồi nè con. Vậy là anh chị ấy có 3 người con. Lần đầu tiên em cũng mới gặp gia đình thôi. Dạ, chào mấy thầy. Dạ. Rồi, chào mấy cô nha. Chào anh, em gặp anh được lần thứ ba. Ủa vậy hả? Tại em gặp anh 2 lần bên chùa Long Thành vậy. À dạ, dạ. Rồi, chào chị. Dạ. Vậy rồi, trưa nay mình có gặp nữa không? Dạ, không biết à. Tại vì bữa nay mình cũng có phát chùa Long Thành nữa đó. Dạ, chắc con. Có nữa không anh? Dạ.
Dạ, có duyên gặp nữa rồi hen. Dạ. Gặp anh Cương. Dạ. Dạ, chào mấy thầy mấy cô nghe. Dạ thì đây là 150 túi gạo của chú anh chị ha. Một túi là 5 kg. Em mua gạo thơm lại là 19.000 đồng một ký. Đây là thầy cô đang sắp ghế. Thì trong cái thời điểm mà như thế này á, thì các bạn học sinh là nhận thì cũng rất là quý và vui. Nhất là trong cái thời điểm mà đầu tháng 8 thì chắc cũng khoảng còn 2-3 tuần nữa thì các bạn học sinh sẽ nhập học trở lại rồi. Chào con tên gì? Con Ngọc. Ngọc hả? Dạ. Ngọc năm nay con được bao nhiêu tuổi rồi? 7 tuổi hả? Rồi, cảm ơn con Ngọc nha. Con tên gì con? Con tên Phát. Phát. À, Phát năm nay con được con bao nhiêu tuổi? 12 tuổi. 12 tuổi rồi hả? Dạ. Vậy là ở nhà là con với gia đình thường dùng tiếng Việt với nhau hả? Dạ, mà tỷ hai em của con không nói tiếng Việt nhiều. À. Bác sĩ nó không biết nói tiếng Việt. À, nhưng mà con thì con hiểu hết phải không? Con biết con hiểu hả? À. Con tên gì? Con tên gì? What's your name? Chú không nghe rõ lắm. Nay sao ra vậy cũng rất là vui. Rồi cảm ơn các con nghe. Dạ anh chị đi xe về mệt không? Dạ hồi chút xíu mình tính sao. Dạ em gửi hết rồi. Dạ. Dạ các bạn sẽ ngồi theo khối ha cô chú anh chị ha. Đây chắc có lẽ là mấy bạn khối 1 nè. Rồi, để em xem thử coi con bé nào có những cái điểm đặc trưng, em hỏi một vài câu để chia sẻ với nhà hảo tâm cũng như là cô chú anh chị ha. Chào con tên gì? Con tên Mỹ Uyên. Mỹ Uyên. Dạ. Mỹ Uyên năm nay con được bao nhiêu tuổi rồi? Con được 9 tuổi. Con học lớp mấy rồi? Con học lớp 4. Lớp 4 hả? Con có mấy anh chị em? Dạ. Con có mấy anh chị em? Ba mẹ con có mấy người? Con với chị hay là với anh? Với anh. Với anh hả? Anh con được bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là con lên lớp 4 phải không? À, rồi thường ngày một ngày mà con đi học thì ba mẹ cho con bao nhiêu tiền? Dạ là 5 ngàn. 25 ngàn hả? Ừ, là con học 2 buổi hen. Dạ. Ừ, rồi, bữa nay thì con nghe tin con nhận quà thì con cảm giác như thế nào? Vui không? Con vui không? Vui. Ừ, giờ con đợi chút xíu nữa con nhận quà nha. Dạ. Ừ, ngoan. Chào con. Con tên gì? Con tên Lê Tấn Lộc. Lê Tấn Lộc. Lê Tấn Lộc năm nay con được bao nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi. Năm nay con lên lớp mấy? Lớp 1. Năm nay mới lên lớp 1 thôi đó hả? Bây giờ con ở với ai? À. Anh hai, ngoại, cha. À, vậy là gia đình ở đầy đủ hết hen. Rồi một ngày con đi học á, thì ba mẹ cho con được bao nhiêu tiền? Con
không, con không hiểu hả? Vậy là ba mẹ không có cho tiền đi học phải không? Có cho tiền con đi học không? Cha này mẹ con đóng tiền. À, cha mẹ con đóng tiền ha. Rồi bữa nay con nghe tin con nhận được quà thì con cảm giác như thế nào? Vui. Vui ha. Rồi, rồi thì con đợi chút xíu nữa nhận quà của cô chú nha. Rồi, ngoan, cảm ơn con nha. Dạ. Dạ. Nhỏ thường luôn. Dạ. Rồi, chú chào con. Chú. Con tên gì? Con tên Trần Minh Tuấn. À, con năm nay con được mấy tuổi rồi? Con được 7 tuổi. Vậy là năm nay con vô lớp mấy? Con vô lớp 2. À, bây giờ thì con ở với ai? Con ở với ba mẹ. À, rồi một ngày thì hồi trước thì ba mẹ cho con bao nhiêu tiền đi học? 10.000. 10.000 ha. Rồi bữa nay con nghe tin con nhận được quà thì con cảm giác như thế nào? Con rất vui, cảm giác rất vui. Ngoan, rồi chú chúc con ha sẽ học hành thật là tốt ha. Rồi, cảm ơn con ngày hôm nay đã đến nhận quà nha. Rồi, chú chào con. Con chào chú. Rồi, ngoan. Rồi, chú chào con. Chúc. Con tên gì? Chúc. Chúc, năm nay con được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con được 8 tuổi. 8 tuổi, năm nay con lên lớp mấy? Lớp 4 hả? Con học trường này luôn hả? Dạ không, con học trường Thanh Đức B. À, Thanh Đức B hả? Ừ, nhà con có mấy anh chị em? Dạ, 2. 2, là con với ai nữa? À, con với anh hay là chị? Anh hai đâu, anh hai đâu, chỉ cho chú coi. Ồ, anh hai, thấy anh hai áo xanh đó phải không? Trời ơi, hai này, hai anh em đẹp trai đẹp gái quá vậy nè. Rồi, bên một ngày mà con đi học á, thì con được bao nhiêu tiền? 10.000. Ừ. Rồi bữa nay con nghe tin con nhận được quà, con cảm giác như thế nào? Vui ha. Rồi bữa nay ai chở, hai anh chị, hai anh em con đến nhận quà? Út. Út, Út con hả? Rồi, rồi vậy con đợi chút xíu nữa nhận quà nha. Chú cô chú nghe. Cảm ơn con. Đây anh hai của bạn Trúc. Anh hai của bạn Trúc năm nay bao nhiêu tuổi rồi con? Dạ năm nay con 12 tuổi. Dạ năm nay con lên lớp mấy? Dạ năm nay con lên lớp 6. Lớp 6, con học trường này luôn hả? Dạ. À, rồi vậy là nhà con là có hai anh em thôi ha. Bữa nay con cảm giác như thế nào khi mà bữa nay đến nhận quà? Bất ngờ hả? Vậy là thường thường là năm vừa qua con có nhận quà không? Có. Cũng có, ít đúng không? Ừ, nhưng mà giờ khá bất ngờ khi mà chưa tới năm học mà đã có quà rồi phải không? Rồi, cảm ơn con đã đến nhận quà nha. Rồi, chú chào con nha. Trời, bé nó bận đồ bà ba thấy cưng lắm này cô chú anh chị. Chú chào con. Con chào chú đi. Ừ, con tên gì? Anh tên Nguyễn Hồ Bảo Anh. Nguyễn Hồ Bảo Anh. Con năm nay con được mấy tuổi rồi? Anh 6 tuổi. Là năm nay con lên lớp mấy? Lên lớp 1. Năm nay lên lớp 1 nha. Bữa nay ai chở con lại đến nhận quà? Bà ngoại. Bà ngoại chở hả? Rồi, còn nhà của con là có mấy anh chị em? À, không biết hả? Con có anh hay chị không? Không có luôn ha. Dạ con ở với bà ngoại hả? Còn bữa nay con biết con đi đâu không? Dạ con đi nhận quà. À, còn bữa nay con nghe tin nhận quà thì con cảm giác như thế nào? Con cảm giác rất là vui. Rồi ngoan. Rồi chú cảm ơn con đã đến nhận quà nha. Rồi xin phép chào con. Vậy là mấy bạn cấp 2 là sẽ ở chính giữa này cô chú anh chị ha. Cấp 1 thì sẽ hai bên. Mày bên đây hả? Chú chào con. Con chào chú. À, con tên gì? Con Tiền. Tiền, Tiền năm nay con được mấy tuổi rồi? 5 tuổi. 5 tuổi, à, vậy là năm nay con mới vô lớp 1 hả?
Bây giờ ai chở con đến nhận quà dạ? Mẹ. Mẹ ha. Rồi, bữa nay thì con đến nhận quà thì con cảm giác như thế nào? Vui không? Con vui không? Ừ, nhà con có mấy anh chị em? Nhà con có mấy anh chị em? Một anh thôi ha. Rồi thôi con đợi chút xíu nữa rồi chú tặng quà cho con nha. Chào con. Ngoan. Mấy bé này ngoan ghê luôn cô chú anh chị. Mình chào mấy bé là mấy bé chào lại. Em đến rồi chắc cũng chưa đủ đâu. Mà ở đây được một cái là có cái mái che bằng lưới nha. Nó cũng đỡ nắng khá là nhiều á. Ghế này con. Hai bốn sáu mười hai bốn mười lăm ba chục. Đó ghế một phần đó. Lấy vợ đây nè, cho nó thẳng hàng cho nó đẹp nha, lên. Chào cô giáo. Chung cũng tương đối thì khá là già nực, này cũng tương đối khá là nực, nhưng mà vẫn đỡ hơn trời mưa phải không ạ? Dạ, tại cũng chưa đủ. Dạ, gán đợi tí nha mấy chị. Này tôi cũng hơi nóng. Đâu có đứa nào muốn lên TV của chú không? Dạ không cần chú, chạy con đã tỉnh không cho cô liền. Con có, con có. Mà lên TikTok cà phải cần hai. Con có lạ kìa. Con có vô cô ba nè. Dạ. Dạ. Chú có nổi tiếng không ạ? Nổi tiếng nhiều chưa? Không, chú không có nổi tiếng đâu. Chú chịu phụ đồ chú? Dạ chịu không? Không. Trời ơi, vậy mà nó nổi tiếng hết rồi. Chú đâu có nổi tiếng đâu mà mấy con lo. Nực quá phải không? Đứa nào cũng nực hết trơn phải không? Này nắng quá. Trời ơi, chú không để đèn mát chú. Trời ơi, chưa. Ê, ê, ê. À, nói về trường học này thì nó nằm ở trong khu dân cư hoàn hảo á cô chú anh chị. Một trong những khu dân cư cũng tương đối khá là có tiếng ở tại Vĩnh Long. Dạ. Đủ chưa chị Long? Hình như em nghĩ chắc cũng gần đủ rồi đó, tại vì một hàng này nó tới 20 mấy 30 bạn lận, 20 mấy bạn mà ba hàng thì nó là khoảng 90 rồi, 90 với bên đây nữa thì khoảng 6. Em nghĩ là chắc cũng làm được rồi đó chị Long ơi. Nắng quá, đứa nào cũng đổ mồ hôi chứ. Rồi để chú tranh thủ chú gửi. Em nghĩ là đủ, gần đủ rồi đó. Đủ rồi là bây giờ làm luôn cũng được. Này 100 cũng hai mấy rồi. Ý kiến của mạnh
cái bọc xốp á, ngầm mấy bạn ngồi tại chỗ để ra trao luôn. Dạ, dạ. Xong rồi mời lên. Rồi bây giờ vậy thì chị mời nhà hảo tâm ra. Dạ, để trao trước đi ha. Trao mấy cái bọc xà bông trước. Thôi em nghĩ thì cũng tương đối khá là đủ rồi đó. Vòng vòng lên đây đi con, vòng chung với bạn nè, một trò một hàng đi con. Lên đây nè con. Lên đây nè con, lên đây nè con. Rồi ngồi, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Rồi. Được rồi, thì đối với chị Linda, anh chị Linda và gia đình đó thì sẽ gửi tặng những cái xà bông trước. Cho mấy người già. Dạ. Thì cứ mấy năm trong tuần sẵn cái đâu có biết đâu. Không sao, cứ để này với mình. Thằng mình phát mình để con này đi. Mình cứ mua bịch bịch xốp cho mấy bé chứ. À, bị chết cha rồi. Em quên cái đó rồi. Đó được được, hình như chiếc xe em còn. Khoan khoan. Khoan. Để em xem mình tặng móc khóa gì gì. Mấy cái này bánh kẹo. Còn bịch, đợi chị đợi em ra em lấy cái. Để em ra em lấy cái. Rồi, bịch thì em có sẵn. Dạ đây là chị. Như cái bọc nhỏ nè. Hết cái này thì hãy lấy cái bên đây. Dạ. Chị phát bọc trước đi. Phát cho mấy bé một cái trước đi. Mỗi bé sẽ chào. Chào mình cầm vậy nào, cầm mình phát bọc đây nhé. Đúng không? Phát bọc đó. Bây giờ em phát từng hàng đó. Đi ha. Cầm mấy cái bọc chứ. Đi phát bọc phát đi rồi. Đúng không? Phát bọc trước đi. Rồi lộn xộn nữa chị. Đây xà bông hả chị? Dạ này cho trai nè. À trai. Thơm. Cho gái nè. Thơm dữ vậy nè. Thơm quá. Ồ. Thơm hoa hồng. Kẹo xem mấy đứa nhỏ nó chọn. Nó kẹo đưa hết nè. Mà. Kẹo mút, kẹo sô cô la, rồi kẹo dẻo. Kẹo mút nữa, kẹo dẻo nữa. Giờ tới ba loại luôn. Mấy đứa nít này thích mấy này lắm luôn nè. Bốn loại lận. Dạ. Bên này là móc khóa ha. Con có thích ăn mấy cái này không con? Đó là bé trai. Dạ, bé trai. Này móc khóa, móc vô cặp nè. Móc vô cặp đúng rồi. Dạ. Mình nói đúng rồi, móc vô cặp. Dạ. Dễ thương quá ha. Này cái gì đây? Cái nón. Cái nón đó. Dạ. Cái nón của Tây Ban Nha. Dạ. Cô dẫn đi. Đi góp. Nó phát cho anh nha con. Rồi. Phát cho. Ồ sao ra cái số lượng bọc của em là đủ luôn á cô chú anh chị ha. Thank you.
Phát theo hàng đi cho anh, cho nó dễ anh. Dạ. Mình cho đi từ trên xuống dưới luôn đi anh ha. Dạ, cho nó dễ ha. Vậy là mỗi người một tay. Rồi vậy thì cũng hơi dễ bị lộn. Đi con đi tới rồi, con đi cho bạn rồi. Rồi đi tới luôn. Thôi là con muốn bên đây nè. Chị chú qua nha, chị chú qua nha. Chú qua con nha. Đúng rồi, mình đi một hàng cho anh cho nó dễ ha. Dạ. Rồi mấy con dỡ bọc ra nhận quà nha. Của ông bà, cô chú, anh chị nha. Hy vọng mấy con thích nha. Ồ, quá hay ta, dùng tiếng Anh luôn ha. Rồi các con dỡ bọc ra, các con dỡ bọc ra những quà nha. Dạ rồi mình qua tới hàng này nha. Dạ. Con đi trước đi, con đi trước lấy. Con gái. Rồi. Này là xà bông tắm đó mấy con, chứ không phải kẹo đâu nghe. Thấy thơm thơm tưởng kẹo đi à. Dạ, bên hàng bên đây chưa có nè chị. Bên hàng bên đây gửi rồi. Bên đây là xà bông rồi đúng không? Dạ đúng rồi, bên đây xà bông rồi, chị Duy gửi bên đây. Các con nhận quà cảm ơn cô chú anh chị đi các con. Bên đây có kẹo chưa con? Con có kẹo chưa? Con có kẹo rồi phải không? Giờ vậy là qua đây. Rồi bên đây chưa ha. Rồi vô hàng này. Hơi chật hả? Vậy đi bên đây. Đi bên đây này con, đi mép bên đây. Ừ. Em nha con. Mấy con thấy xà bông thơm không? Thơm không? Ừ. Rồi mấy đứa là có thường xài xà bông cục không? Có ha. Rồi hiện nay là đỡ tốn tiền mua được cục xà bông rồi đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ, quá độc lạ luôn ha. Bữa nay là những cái món đồ mà mấy bé thích không luôn á. Trà bông nè, à, móc khóa nè, rồi kẹo nữa. Dạ đúng rồi. Bây giờ chứ bây giờ mà dạ đó. Rồi, bên đây có chưa con? Bên đây chưa có. Móc khóa chưa có hả con? Rồi. Đứa nào không có thì lên tiếng nha con. Bạn nào chưa có móc khóa giờ tao lên chú coi. Móc khóa, móc khóa. Rồi. Bạn nào chưa có móc khóa giơ tay lên nha. Rồi bạn. Bạn nào chưa có móc khóa giơ tay lên. Giơ cao lên. Rồi. Giơ tay. Hình chú cù quá dễ thương luôn. Rồi bạn nào chưa có móc khóa giơ tay lên giùm chú nha. Giơ cao lên luôn. Rồi, giỏi. Giơ tay. Bạn này chưa này chị. Rồi, bạn này. Nhận đi con. Rồi, bạn nào chưa có móc khóa giơ tay lên, giơ cao cao lên cho chú rồi rồi. Mất tiền luôn. Dạ nè chị. Có chưa? Có này chưa? Có dạ. À dạ dạ. Rồi hai bạn này chưa có. Dạ. Để lựa. Cho con cái này nè. Rồi. Mà má lẻ quá. À. Rồi, được chú ngựa Bunny. Ủa, chú ngựa Bunny quá trời đẹp dễ thương luôn. Rồi. Rồi bạn nào chưa có móc khóa giơ tay lên nha. Cái này không nghe được nè chị. Bạn này không nghe được. Bạn này chưa có bọc nữa nè chị. Không có bọc luôn hả? Ờ. Chị ơi, chị nào còn giữ cái bọc cho em coi. Em có móc khóa chưa? Dạ đâu rồi? Hàng này có móc khóa hết chưa con? Nè chị. Rồi hàng này sao? Có móc khóa. Bạn nào chưa có móc khóa giơ tay lên cao cao lên cho chú xem. Rồi. Ở đây hai bạn nè chị với bên kia. Bạn nào chưa có móc khóa giơ tay lên giùm chú nghe. Rồi rồi, bọc ni lông bạn áo xanh phía sau nè chị. Rồi mấy bạn nào chưa móc khóa giơ tay lại chú xem đi. Nè nè con qua đây nè con, phát cho mấy chị nè con. Đây hai chị nè. Rồi còn bạn áo trắng, chị áo trắng đây nè con. Rồi. Rồi nè con. Rồi bạn nào chưa có móc khóa giơ tay lên. Rồi, nè rồi con, cái chị áo xanh phía sau nè. Đó. Rồi ở đây bạn nào còn chưa có móc khóa không? Con. Chị có một bé ở đây chưa có. Rồi bạn nào chưa có móc khóa giơ tay cao cao lên nha. Không giơ là không được phần nha. Đâu bạn áo hồng, bạn áo hồng, bạn áo hồng. Dạ con. Bỏ vô ba đi con. Rồi chị ơi, ở dưới này còn hai bạn mới vô. Dạ. Rồi hai bạn dỡ bọc ra đi con, hai bạn dỡ bọc ra đi. Dạ hai bạn này. Rồi bạn nào chưa có móc khóa giơ tay lên nha. Rồi có hết rồi ha. Bạn nào chưa có móc khóa giơ tay lên cho chú ơi. Bên đây nè chị, bên đây chị. Rồi mấy bạn nào chưa có móc khóa giơ tay lên nha. Rồi giơ cao lên, giơ cao lên. Giơ hoài luôn nghe, giơ khi nào mình nhận được thì thôi nha. À con chưa có phải không? Rồi. Cứ giơ tay đi rồi mấy cô với mấy em thấy thì gửi tặng cho mấy con. Rồi, hàng bên đây. Rồi bạn nào chưa có móc khóa giơ tay lên nha. Rồi giơ cao lên cho mấy cô thấy nha. Rồi chưa có móc khóa giơ tay lên nha. Hoàng Anh Ngọc cầm cái phiếu của con lên. Để một hồi là con móc cái phiếu rồi. Rồi bạn nào chưa có móc khóa giơ nha, giơ tay lên nha con. Có nhiều bé đây chưa kiểu rồi nè con, nè chị áo cam chưa có nè con.
Dạ rồi rồi. Để móc khóa xong rồi em tới hỏi tới kẹo. Rồi bạn nào chưa có móc khóa giơ tay lên nha. Rồi, dịch nè con. Rồi áo đen nè chị, áo đen. Rồi dạ, con nhận móc khóa nè con. Rồi chị áo đen chưa có nè con. Chị áo đen với chị áo xanh ngoài này, áo xanh dưới này chưa có luôn. Dạ đây, bạn gái áo xanh đó. À, dạ chắc mời. Mời mà mình mời theo khối làm sao cũng được. Vậy dạ, hay chị ha. Dạ. Dạ dạ. Bên đây bạn nào chưa có móc khóa không? Chị ơi chị, bên đây móc khóa còn chưa nhiều lắm. Qua lên đây con. Rồi bạn nào chưa móc khóa giơ tay lên con. Rồi. Rồi bạn nào chưa có móc khóa giơ tay lên nha. Giơ tay lên để cho em gửi tặng nha. Rồi mấy móc khóa dễ thương quá trời luôn á. Rồi còn bạn bên đây chưa có đây nè con. Mình gửi sao? Gửi sao ha, em sắp cầm. Dạ, mình gửi sao. Dạ. Rồi bạn nào chưa có móc khóa giơ tay lên nha. Hết chưa? Rồi bạn nào chưa có kẹo sô cô la hay gì thì giơ tay lên nha. Chắc đủ hết rồi đó anh rồi. Bạn nào chưa có kẹo sô cô la giơ tay lên nha. Rồi vậy có đủ hết rồi phải không? Rồi vậy là đủ hết rồi đó anh ơi. Dạ. Dạ rồi. Hôm nay con trước rồi. Dạ. Thì có nhiều em chưa lại. Dạ dạ. Rồi vậy là đủ hết rồi đó anh chị ơi. Dạ. Cô chú anh chị đợi em đổi cục pin cái. Dạ rồi bây giờ thì anh chị đợi chút xíu nha. Dạ. Dạ mời anh chị lên đây ạ. Đây là giờ đứng hai rồi rồi dạ rồi. Thôi em ơi. Dạ thôi mà anh chị đứng đây đi. Dạ đứng đây. Dạ đứng đây đi. Đây coi em đứng với anh chị nè. Anh Hiền, anh cậu có hiểu anh không? Cái chắc mày anh Hiền là vô ngồi đây đại diện vô ngồi đi. Dạ. Anh chị, anh Hiền nè. Thôi vậy gia đình mình vô ngồi giùm em đi ha. Dạ. Mình ngồi đang ngồi, anh còn phát biểu nữa không? Thì em cũng ngồi chung với anh. Dạ về ngồi đi anh chị. Để em lấy thiệt ghế. Dạ ngồi đi. Dạ. Rồi cái con ngồi đi cái con. Con đứng đây được rồi. Ngồi chứ con. Vậy anh cho em mấy cái ghế thì để cho mấy đứa nhỏ nó ngồi cũng được. Dạ. Nè con ngồi mấy ghế này đúng không? À còn thôi con ngồi bên đó cũng được, con ngồi đó cũng được. Đó. Có biết ngồi với anh con. Rồi con là hết biết được mồ luôn nè. Rồi chị đợi chút xíu nha. Dạ trường giới thiệu một cái rồi mình gửi. Dạ. Ủa mà anh chị ở tiểu bang nào vậy anh chị? Ở Jersey, New Jersey. Dạ anh chị qua bên Mỹ lâu chưa? Lâu. Dạ lâu lắm hả chị? Ba mươi mấy năm. Anh ba mươi mấy năm. Dạ, qua là 12 tuổi. 12 tuổi. Dạ. Dạ vậy là so ra tiếng Việt của anh vẫn còn rất là chuẩn luôn á ha. Dạ. Dạ. Dạ chị qua được bao nhiêu năm rồi chị? Mình đi khỏi Việt Nam lúc 7 tuổi. Ôi trời, vậy, con, vậy là cũng lâu lắm luôn rồi. Dạ. Thầy ngồi thầy. Dạ. Anh với chị ngồi đi ha. Dạ. Lần đầu tiên gặp anh Minh. Dạ lần đầu tiên. Con xin ngoài cũng muốn gặp mặt của mặt. Dạ, cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị nhiều lắm luôn. Dạ. Anh cơm. Dạ, quý quá. Thầy trân trọng giới thiệu đại diện gia đình anh Hiền Mạnh Thường Quân đã có phải cho chúng ta cũng là dành một tràng pháo tay cho tất cả các thành viên của gia đình này. Tiếp theo thì là anh Tân Hiền trân trọng giới thiệu sự có mặt của anh Trương Hiền Minh cũng như là chị Trần Thanh Loan đã làm cầu nối kết nối giữa Mạnh Thường Quân với lại nhà trường địa phương và các bạn ở đây để nhận quà. Xin trân trọng giới thiệu anh Phương Nhật Minh và chị Trần Thanh Lo ạ. Thì trong buổi phát quà ngày hôm nay còn có xem là
Tại đây còn có tất cả là quý thầy cô cũng như là quý phụ huynh đưa đón con em mình đến dự ngày hôm nay để nhận quà cùng với các em học sinh. Thì trước khi các em nhận quà thì cũng xin trân trọng kính mời anh Tài Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Xin mời đại diện gia đình anh Hiền phát biểu trước, rồi sau đó mời anh Tài Phó Chủ tịch có đôi lời phát biểu. Dạ chị nói đi chị. Dạ. Cô chào các cô. Các con chào cô đi. Các con có vui không? Dạ. Có không? Thích đồ chơi không? Trong đó có xà bông nha, đừng ăn về tắm cho cô nha. Trước đi, xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn anh Tài. Và cảm ơn, nhất là cảm ơn Khương Nhật Minh. Dạ, cảm ơn chị. Và chị Loan đã giúp cho gia đình mình có buổi gặp mặt phát quà cho bé hôm nay. Cô xin các con nha, cảm ơn cô Thi, bạn thân của cô, cũng có phần gỡ quà cho các con. Cảm ơn cô Thi đi. Cảm ơn cô Thi đi con. Rồi, ngoan. Vậy nha, xin gỡ lại cho thầy. Dạ, chỉ như đó thôi nha. Dạ. Kính thưa gia đình anh Hiền là Mạnh Thường Quân hôm nay đến trao quà cho các em học sinh ở địa phương. Kính thưa chị Thanh Loan cũng như là kính thưa anh Khương Nhật Minh và cô Sương Tiên là cầu nối để tạo điều kiện cho các em tiếp cận được phần quà của gia đình của anh Hiền. Thì trước tiên thì xin thay mặt cho Ủy ban nhân xã Thanh Đức xin ghi nhận cảm ơn cái tấm lòng của gia đình anh Hiền cũng như những cái tấm lòng của quý anh chị em là cầu nối để cho các em học sinh của địa phương được tiếp cận cái phần quà thật đầy ý nghĩa này. Tuy cái phần quà này nó không phải là gọi là lớn nhưng nó chứa đựng tất cả những cái tình cảm của chỗ gia đình anh Hiền dành cho các em học sinh của địa phương. Mong là khi các em nhận được phần quà này sẽ là coi như là niềm vui cũng như động lực để chuẩn bị tốt cho cái năm học tới, để chuẩn bị đầy đủ hành trang cũng như là niềm vui để chuẩn bị để đón một cái năm học mới. Thời gian tới thì ủy ban xã cũng mong và tiếp tục là anh Minh cũng như chị Loan chỗ gia đình anh Hiền sẽ tiếp tục cùng với địa phương sẽ đồng hành cũng như tạo được nhiều cái chương trình hơn nữa cũng như là chia sẻ một phần nào đó cùng với địa phương trong cái quá trình xây dựng nông thôn mới cũng như là nông thôn mới lên cao. Thì xin cuối lời thì kính chúc gia đình anh Hiền cũng như là gia đình của anh chị là cầu nối Mạnh Thường Quân kính chúc chỗ tất cả quý giáo viên nhà trường, quý gia đình cùng các em học sinh luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn. Dạ. Dạ thầy hãy cho em nói vậy con nha. Dạ. Dạ thì đầu tiên chú là Khương Nhật Minh, chú có một cái kênh YouTube cũng là cái tên đó luôn. Thành ra nếu mà các con muốn xem lại cái video hình ảnh của mình thì có thể là vô kênh YouTube của chú ha, trong buổi cái phát quà tại trường trung học cơ sở Thanh Đức ngày hôm nay. Thì lời nói đầu tiên là chú phải chân thành cảm ơn gia đình và nhất là thầy cô cũng như là địa phương và nhất là gia đình nhà hảo tâm và đã ở từ rất là xa, hình như là anh chị ở tại Bình Dương phải không ạ? Dạ anh chị quê ở Bình Dương phải không ạ? À dạ, dạ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngày hôm nay chia sẻ luôn với các con thì cô chú cũng như là ba người con của cô chú đem những cái phần quà mà từ Mỹ về để đem đến gửi hỗ trợ cho các con với một cái tinh thần là muốn nhắn nhủ đến với các con là sau này nếu mà các con mà trưởng thành mà khi mà các con gặp may mắn trong cuộc sống, công việc của mình và có thu nhập cao thì cũng hy vọng là các con sẽ làm giống như là cô chú tặng quà cho các con trong ngày hôm nay để tiếp tục giúp đỡ cho những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Và lúc xưa
Đó, thì đó là cái lời nhắn nhủ của cô chú nhà hảo tâm muốn gửi đến cho các con trong cái buổi tặng quà ngày hôm nay. Thì nếu mà chú không lầm nữa, thì khoảng là 2-3 tuần nữa thì các con cũng nhập học rồi. Thì bữa nay là, và nó là cảm ơn bên trường và bên nhà hảo tâm, bên địa phương nhiều lắm đã giúp cho cô chú nhà hảo tâm cùng gia đình gửi cái phần quà đến với cho các con một cách mà đầy đủ nhất có thể trong ngày hôm nay. Tại vì do là trong thời điểm mà chưa có tới thời gian nhập học, nhưng mà gần như là cũng khoảng là 90% thì các bé đã đến đầy đủ như thế này. Đó là một điều vô cùng trân quý. Thì hy vọng là các con sẽ nhớ đến buổi phát quà này. Sau này nếu các con thành tài thì sẽ giúp những hoàn cảnh khó khăn giống như các con khi xưa. Đó là tấm lòng của cô chú nhà hảo tâm trong ngày hôm nay. Chú xin hết ạ. Dạ rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành cái này mình mời theo hàng luôn đi ha. Dạ được, dạ được. Cái cháu này nó cũng có vậy, chắc mà hàng đầu tiên cái mình mà nghe nghe. Hàng xong rồi cho cái bé nghe. Dạ rồi, dạ rồi. Phát cho ba tô ghi hình ảnh xong cái đầu mời lên đi luôn, phát đi luôn. Bây giờ chắc để cho ổn định cho cháu làm sinh tất cả các em thì tất cả các em đều có cái phiếu nhận quà hôm nay trên tay hết nè. Rồi vậy thì mời chắc giúp thêm chú mời hàng đầu tiên mình hàng nghe. Bé nào ngồi đầu thì mình sẽ đi lên trước. Rồi các con lên đi con, lên cái hàng đầu nha, lên hàng đầu đi con. Rồi rồi đi đi con, lên đi con. Rồi hàng đầu tiên nha, rồi con đợi chút xíu nha. Rồi mấy bạn đứng lùi ra đây nè mấy bạn, đứng nó nắng lắm con. Nè các con nè, đứng đứng ra phía sau chú nè. Rồi con đứng đứng kế bên chú nè. Rồi con đứng kế bên bạn đi con. Nè nè các con qua đây nè, các con qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Con qua đây. Đứng đứng ngang qua nha, đứng ngang qua nha. Rồi. Vô đây con. Con cũng có phiếu mà đúng không? Ủa thầy hiệu trưởng ơi. Ủa thầy này là các bạn không có phiếu là sao thầy? Chưa. À thơ mời ha. À rồi ok. Rồi đứng đi con. Cứ đứng đi. Chị mời theo danh sách đó phải không? Dạ. À rồi rồi. Rồi mấy con về chỗ lại đi, mấy con về chỗ lại đi. Vậy tao kêu đúng tên bạn nào bạn lấy lên nha. Rồi giờ đứng lại đó luôn đi. Dạ. Nào mà giờ lỡ rồi lỡ không còn cái đường. Đúng tên bạn nào đây bạn lấy lên. Mời em chồng Nam Quốc lớp 61, Nguyễn Minh Ngân lớp 61, Nguyễn Ngọc Mai Vàng lớp 72, Phan Thị Tường Vi lớp 73, Giang Triệu Ngọc Thanh lớp 73, rồi đứng kế đi con. Chồng Nguyễn Quang Hải lớp 74, Nguyễn Thị Ngọc Như lớp 74, Kim Thị Thanh Diễm lớp 74, Trần Tính Hải lớp 74. Qua đó đi con. Hấp Tiến lớp 74. Nguyễn Giáo Huy lớp 61, 65. Nguyễn Thành Đạt lớp 65. Đoàn Ngọc Thủy lớp 65. Qua đó đi con. Bùi Diệp Thông Thông lớp 65. Nguyễn Ngọc Lâm Hiếu lớp 62. Mấy chị ai rảnh bưng mấy gạo mà em chứ. Lê Minh Dịch. Chị bưng gạo trước đi. Nguyễn Thành Đạt lớp 62. Võ Hiếu Đạt lớp 62. Qua đây nè con. Lê Minh Đăng lớp 62. Qua đây, qua đây con, qua đây. Rồi 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 rồi, hết chỗ đứng rồi. Rồi rồi rồi. Vô đây con. Rồi. Rồi các con. Con gái xích lên tí con, xích lên con, ngang ngang với bạn con. Rồi rồi con xích bên đây chút xíu. Ok rồi, để bà đó. Con dê lại chút xíu, bạn con xích qua đây chút xíu để cho đứng nó ngang hết một hàng á. À rồi ok. Dạ được mấy cái à? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Con đứng phía sau đi, con lên lại.
Giờ là tính từ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Rồi đúng rồi, từ bạn này con. Còn qua đây con. Rồi con đứng phía sau. Rồi con đứng phía sau cái phần quà của mình nha. Qua đây con. Con dưới đây con. Đúng rồi, đứng phía sau cái phần quà của mình nha. 10 em. Phát trước 10 em cho mình. Dư hết mạng rồi. Con ve ve lại phía sau đi con. Rồi, ok, con ngồi trên cái bục đó con đợi chút xíu nha. Rồi, rồi mời nhà hảo tâm vô ạ. Dạ, chị đứng kế bên ảnh, chị còn hai bé đứng đây luôn nha hai bé. Rồi, coi con nhìn vô cái máy ảnh nha. Chụp lấy tấm hình kỷ niệm nha. Chị chụp đi em. Rồi, để em chụp, Rồi, nhìn giùm em nha. Đợi em chút. Rồi nhìn giùm em nha, 1, 2, tấm nữa nha. Dạ rồi. Rồi mày anh chịu gửi lì xì luôn ạ. Anh đứng ở chỗ này nè ha. Mấy bạn này đi ra cái anh khác luôn. Dạ chị, ơi, chị em mời chị qua đây ạ. Rồi các bạn ha, nhận gạo xong rồi đi hướng này rồi mình nhận lì xì rồi mình ra về nha. Dạ, nhớ cảm ơn cô chú nha, các bạn nhỏ. Dạ rồi. Rồi. Con nhận xong con cảm ơn rồi con ra. Để mất ghế ra cho dễ kìa. Rồi nhận đi con, nhận gạo đi con. Ừ, rồi đi này về luôn nha. Rồi đi tới đi con, lấy bao gạo đi tới ha. Lấy bao gạo, xách bao gạo lên đi rồi đi tới, cứ đi theo một hàng vậy cho nhanh nha. Các con cảm ơn cô chú lớn lên nha. Rồi mời tiếp đi chị, mời tiếp đi. Chưa còn mấy em sau lưng nào. Rồi các con lên đứng hàng bên đó đi con. Qua bên đó đi. Rồi đứng phía sau cái ghế nha, đứng phía sau cái phần quà. Em ngồi hoàng thang lớp 92. Võ Minh Thành lớp 92. Nguyễn Bảo Ngọc lớp 92. Ngô Văn Được lớp 92. Hà Lị Trúc Mai lớp 92. Nguyễn Hoàng Phú lớp 92. Giảng Lực Trường lớp 92. Đứng phía sau phần quà của mình nè con. Qua đây nè con. Đúng rồi. Phùng Chí Cường lớp 83. Đứng phía sau phần quà của mình ha. Hình như hơi dư rồi. Rồi con qua đây đi con. Con để cho mấy anh lên trước nha. Rồi con lên luôn đi con. Rồi có ai chụp hình như thế không mà, hay là em gửi nhà hảo tâm gửi luôn. Dạ gửi luôn ha. Dạ rồi các con nhận quà rồi cảm ơn cô chú rồi nhận lì xì rồi về nghỉ ngơi nha. Rồi chúc mấy con ngon miệng nha. Rồi ôm gạo lên đi con. Ôm gạo lên rồi đi một lượt. Đi ra hàng rồi về đi con. Rồi chúc mấy con ngon miệng nha. Rồi ngoan. Dạ. Trần Hoàng Mỹ. Sao chị? Trần Hoàng Mỹ lớp 83. Đi xuống rồi gọi tên con lên lại. Rồi coi con. Lê Nguyễn Hoàng Phú lớp 83. Trần Quốc Thịnh lớp 83. Có tên rồi, có tên rồi. Lê Ngọc Huyền lớp 64. Rồi về đi. Nguyễn Thị Huỳnh Nhân lớp 64. Bé nói là có đọc tên gọi tên của Trương Kim Long lớp 6. Nói chuyện nha. Phan Ngọc Tính lớp 6. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là con có một phần, bạn có một phần mà bạn không đi được nhờ bạn con đánh được tên bạn. Vậy con qua con nói với cái cô đọc lo đó. Con qua con nói với cái cô cầm micro á. Con nói với cô đó. Tại vì chú không rành mấy cái này. Không. Con đứng tại chỗ. Hồi nãy con có tên chưa? Rồi. Có tên rồi nhận luôn đi con. Trong cái tour hồi nãy nha chị. Để cho Mạnh Thường Quân với nguyên đoàn thể quen chụp tắt. Rồi ok. Mình phát luôn lèo à. Mà luôn bé nó nói kêu tên. Rồi vậy chị vô chị gia đình vô chụp tắt nữa. Rồi con đứng đi con. Đứng đó đi con. Cô Ti ơi. Mày Yeah.
Rồi vô đi chị Loan ơi. Ai cầm tiền luôn á ha. Dạ rồi rồi. Rồi mấy con ôm túi gạo lên trên ngực luôn đi các con. Đúng rồi, chính xác. À, như bạn áo đen là đẹp đó. Đúng rồi. Con ôm giống như bạn áo đen nè. Ôm không có, con ngửa ra vậy nè. Con ngửa như nãy á. Cái tiền con dán trước á. À rồi ok, chính xác. Rồi đúng rồi đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Giỏi. Rồi vô đi mấy chị. Không, em khỏi, em khỏi. Dạ rồi ha. Rồi nhìn đây giùm em nha. 1, 2, 8 nữa nha. Dạ rồi. Rồi các con nhận quà rồi thì ra về nha. Nhớ cảm ơn cô chú nha. 2014. Chào con. Lê Tấn Lộc 2018. Rồi tạm biệt các con nha. Dạ. Bye bye. Có duyên gặp lại. Âm Khoa năm 2017. Rồi bây giờ thì mình làm nhanh hơn. Dạ, tại vì nãy là mình chỉ lấy hình. Dạ. Thường ở bên Tây người ta muốn có mấy cái hình tư liệu quá. Dạ, thành ra là vậy. Anh chị thông cảm. Dạ, có nghĩa là học sinh họ sẽ đi nguyên đường này. Họ ra. Mấy bạn này chồng mày phúc chồng mày phúc bắt con. Vậy là con sẽ bắt quà cho con. Vậy là một người thu phiếu giúp anh theo danh sách hả? Theo danh sách hả? Rồi chị Loan thu phiếu đi chị Loan ơi. Dạ còn thôi được chồng mày bị gì chị đứng cuối cùng đi chị. Okay. Thôi chị qua đây đi. Chị đứng cuối cùng đi cho nó hay. Dạ dạ. Dạ rồi. Chị qua bên đây đi con, đi con ha. Rồi. Rồi qua nhận đi con, đi nhận đi con. Lê Nguyễn Trân. Cuối hàng đi con. Nguyễn Thị Phong. Rồi, đi lên đây nè con. Chị lấy phiếu chị lo. Nguyễn Thị Phong. Nguyễn Thị Hồng Nhung. Rồi, chút xíu mà kinh gạo giỏi dữ vậy nè. Dạ. Nguyễn Thị Hồng Nhung. Rồi, trao cho chị đi con. Dạ, đi chị con. Đi đi con. Võ Nguyễn Gia Bảo. Võ Nguyễn Gia Toàn. Rồi đi ra tiền này đi con. Nguyễn Ngọc Xuyên. Bác sĩ. Bác sĩ. Nguyễn Minh Khang. Lên nhận con. Lên nhận quà cảm ơn cô chú nha. Lớn lên nha. Trần Thị Linh. Rồi lên đi con. Phan Thanh Ngân. Phạm Phan Thanh Ngân. Được mời, được mời. Rồi đi đi con, đi đi con. Có. Rồi rồi đi 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 con, đi đi. Cảm ơn cô nè con, cảm ơn cô. Dương Quỳnh Thư. Dương Quỳnh Thư. Cảm ơn chị. Nè con nhận đi con, nhận đi con. Bé chút xíu mà nó bưng hết tội nghiệp. Dương Nhã Kỳ. Có bạn nào tên Dương Nhã Kỳ không? Rồi chúc con hồi sức khỏe nghe. Lê Công Tuấn Anh. Lê Công Tuấn Anh. Cảm ơn con. Dương Hoàng Minh. Phát cái này cho em, phát cái của bé. Trang kẻ con. Bé con. Đợi 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 chị cứ vô đi, chị cứ vô đi. Đợi đợi được, dạ có phiếu rồi mời hết rồi, chị cứ vô đi. Dạ đi phía sau con này nè. Chưa nhã kỳ con có lên chưa? Có rồi con ơi, nói nè. Xin được con. Dạ, kinh nổi không con? Dương Hoàng Minh. Dương Hoàng Minh lên chưa con? Phạm Đăng Khoa. Nguyễn Đăng Huy Đạt. Qua 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 phía sau. Phạm Nhật Anh. Rồi con đi lên. Phạm Nhật Anh. Vô hàng con, vô hàng con ra phía sau. Ra phía sau. Đúng rồi. Dương Bảo Yến. Dương Bảo Yến. Dương Bảo Ngọc. Dương Bảo Yến. Dương Bảo Ngọc. Từ từ Dương. Cảm ơn con. Châu Trần Hoàng Phúc. Châu Trần Hoàng Phúc. Rồi đưa cho con rồi con. Rồi nhận quà từ em đi. Rồi
Trần Câu về từ cô Bảo. Cảm ơn cô. Đặng Hồng Như Anh. Biển Thái Hòa. Qua đây con, qua đây nè con. Đặng Huỳnh Như. Qua đây nè con. Rồi đi lên con. Rồi, Đặng Quốc Thuận. Đặng Minh Thiên. Chị với con. Đây. Huỳnh Ngọc Hân. Ngũ Vi. Huỳnh Ngọc Hân. Rồi con. Nè con. Lấy của em đi. Nè lấy của em nè con, nhận gạo của em nè. Rồi. Thôi. Rồi. Con tên gì? Phan Minh Ngọc. Tại vì có những cái không được phía Phan Hoàng Khải. Rồi lên đi con. Trần Văn Khơi. Có đây vậy con. Rồi lên nhận đi con. Nguyễn Hồ Bảo An. Bỏ tiền vô đây nha không? Rớt nha. Nguyễn Quang Thịnh. Nguyễn Tấn An. Đi về đi con ha, về đi nha. Nguyễn Kiều Phát. Trần Giao Huy. Rồi chị phát con tới con. Trần Ngọc Minh Thư. Đỗ Ngọc Phương Thảo. Nè con nhận của em nè. Quỳnh Thanh Thảo. Quỳnh Thanh Thảo. Rồi lên nhận lì xì nè con, rồi về nè. Quỳnh Thiên Phúc. Con trai gì mà yếu vậy con? Trần Giáo Huy. Quỳnh Trúc Thanh. Rồi nhận của em nè con. Nhận của em nè con. Rồi đi ra đây con. Có Phạm Tiến Thành chưa hả? Qua đây rồi em đứa. Rồi nè mấy con nhận quà cảm ơn cô chú nè. Phạm Tiến Thành. Đặng Thị Du Quỳnh. Con. Nguyễn Ngọc Minh Thư. Võ Ngọc Hân. Võ Ngọc Hân. Nè con nhận của em nè con. Nè con qua đây nè nhận của em. Nguyễn Hạo Nam. Ừ. Rồi. Nguyễn Hạo Nam. Ôm sát lên. Trần Anh Thư. Dương Kim Ngọc. Trần Anh Thư. Dương Kim Ngọc. Đỗ Ngọc Tấn. Cùi Hiếu Nghĩa. Ờ nhận cô em này con. Lâm Thị Ngọc Lan. Lâm Thị Ngọc Lan. Võ Ngọc Anh Thư. Nguyễn Chí Hưng. Nguyễn Kha. Trần Đoàn Anh Thư. Nhận ơi con nhận quà đi con. Con lại con nói cô đọc. Trần Đoàn Anh Thư. Con lại con nói với cô nè. Trần Minh Tấn. Có đọc rồi. Trần Minh Tấn. Huy á. Hồ Ngọc Bình Tân. Nguyễn Anh Hùng. Lâm Thị Ngọc Hoa. Các con nhận quà cảm ơn cô chú lớn lên nha. Tào Ngọc Giàu. Nguyễn Tấn Đạt. Nhận này con, nhận của em này con. Rồi. Phạm Thị Mỹ Quyên. Trần Ngọc Danh. Ông Thị Mỹ Tiên. Rồi giỏi. Biển Hoàng Bảo. Phạm Ngọc Trúc Anh. Rồi nè con, nhận của em nè con. Nè con, nhận cái nè. Trung Chiên. Đưa giấy chú. Rồi. Rồi, đưa giấy chú. Nguyễn Phú Vinh. Rồi, nhận quà lì xì nè con. Nguyễn Phú Vinh. Nhận quà đi con, nhận đi con. Ngọc Hoàng Dương. Nhận của em nè con, nhận nè. Ôm con không? Ở đi con. Nó hiền quá trời hiền luôn rồi. Ai con đâu? Cô Thị Kim Anh. Cảm ơn cô. Cô Thị Kim Anh. Rồi về đi con, về đi con. Đây anh Kiệt. Nguyễn Trọng Thang. Nguyễn Thị Thu Tiền. Rồi về đi con. Nguyễn Trọng Thang, Nguyễn Thị Thu Tiền. Bùi Tấn Anh. Rồi lên con. Nguyễn Thanh Nhàn về ngoại rồi. Mẹ lãnh. Nguyễn Trần Quốc Bảo. Vô hàng giùm em. Vô hàng. Nguyễn Trần Quốc Bảo. Dễ phát á. Rồi chị vô hàng đi. Vô hàng. Tên gì chú? Chú là Khương Nhật Minh. Võ Ngọc Kim Ngân. Huỳnh Ngọc Bích. Rồi này con, nhận này con. Đó, đưa em luôn con. Tiêu Võ Trọng Yếu. Rồi, đưa cô. Tiêu Võ Trọng Yếu lên con. Trần Nguyễn Như Xuân. Đây con. Nguyễn Tú Huỳnh. Đây cho chị. Nguyễn Ngọc Huỳnh Anh. Con ra phía sau con, ra phía sau nha. Rồi nhận đi con. Nhận của chị đi con. Rồi. Đây nhận quà nha. Cô Minh Tân. Trần Thị Ngọc Trang.
kia có một tiếng hỏi rồi. Trọng Thị Ngọc Kha. Trời ơi. Lê Thị Kỳ. Nguyễn Trọng Nghĩa. Bé nhỏ vậy nó mấy tuổi rồi chị? Trọng Thanh Dương Ngọc. Dương Ngọc. Dạ. Dương Ngọc. Lê Trọng Phương Nghi. Rồi, cảm ơn cô chú đi con. Quan Trọng Thanh Trúc. Quan Trọng Thanh Trúc. Nguyễn Hoàng Khải Duy. Dạ, đưa cho con bác con. Đi đâu vậy? Con. Từ từ con, từ từ. Con qua nhận cái lì xì nè con. Từ từ cô còn phát quà cho mấy con nữa. Đúng rồi. Nguyễn Hoàng Khải Duy rồi. Tư Nhân. Bồi Nguyễn Văn Anh. Mày chừng lớp nha con. Cảm ơn cô nghe mấy con. Cảm ơn cô, cảm ơn chú. Lê Ngọc Trâm. Cảm ơn cô, cảm ơn chú. Lê Ngọc Trâm. Đưa hai tay con. Lê Ngọc Trâm nè. Lê Ngọc Trâm. Nguyễn Mai Nhã Trúc. Lê Long Thôi. Đưa vô tay á con, đưa vô tay cho chị. Võ Hoàng Bảo Trâm. Gà ra phía sau con, gà phía sau, gà phía sau con. Nguyễn Long Như Ý. Nguyễn Long Như Ý. Lâm Gia Yến. Tốt sự vậy mà kính nổi. Nè con nhận nhận lì xì nha con, nhận lì xì nha. Ê con. Nhận lì xì nha con. Nhận tiền rồi hãy về nha. Rồi nhận tiền con. Nhận lì xì hãy về. Quý Hoàng Anh Ngọc. Nè con qua đây nhận lì xì. Nha, rồi về đi con nha. Rồi. Rồi nhận quà đi con. Hoàng Minh Thôi. Trọng Thị Cẩm Quyên. Lê Bảo Ngân. Nguyễn Phát Lộc. Con. Dạ con, biết nổi không? Quay con. Con. Con, đánh tiền. Chờ lấy tiền. Cô còn phát quà tiền cho con. Rồi qua nhận lì xì nè con. Rồi cảm ơn cô, cảm ơn chú nha mấy con. Rồi, cảm ơn mấy cô chú lớn lên. Rồi, giỏi. Nhận quà nè con. Đưa cho. Nhận quà nè con, qua nhận lì xì nha con. Mê luôn rồi. Ăn gì vậy? Cảm ơn. Cảm ơn con, đưa cho anh đi. Đưa cho anh. Có bao gạo luôn rồi. À anh lấy hả? Rồi về đi con. Đưa cho anh. Đưa cho con, con muốn phát. Con nó muốn phát. Dạ. Em qua nữa. Dạ. Dạ đúng rồi. Anh em mình gặp lại nữa. Gặp lại nữa rồi đó anh. Không. Qua gặp tiếp tục gặp anh Khương với vợ chồng anh Hiền nữa quá. Dạ rồi. Chắc chắn rồi. Dạ. Bây giờ mình gửi lại giáo viên đi. Rồi 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 chị nhận đi, chị nhận đi. Ủa bên trường em giờ còn. Bên có những ngày mà hồi nãy nó lên nó nhận lên rồi. Cái này phiếu này là không có phát nha. Chị ơi. Rồi bây giờ để khoan bây giờ để mấy chị tự chia với nhau đi, nhà Hảo Tâm sẽ gửi này rồi quanh bên chùa ha. Mấy chị tự chia với nhau đi ha. Còn mấy phần anh Thiện? Dạ. Năm với cái này là 7 là 12. Dạ 12 là 2.4 triệu. Dạ cái này thì bên nhà trường tự sắp xếp lại và dạ, rồi gửi sau ha. Dạ vậy là đủ luôn. Dạ rồi. Kiểm tra lại. Dạ rồi. Của em nè, tại vì của em có một rồi em mời mấy anh chị ra đây ha. Chúng ta sẽ qua tới tới chỗ thứ hai. Con lại con nói với cô đi con. Tại vì phần quà là qua cô vậy. Con rảnh rồi. Mẹ của con bạn mẹ của bạn con ung thư. Dạ mẹ
mẹ của bạn bị ung thư hư mắt. Ung máu à? Dạ rồi, vậy mình qua bên chùa nha. Dạ, anh chị. Dạ. 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 Dạ, cảm ơn anh chị nhiều lắm nha. Con gửi cho bạn của mẹ nha. Nha. Anh cho em địa chỉ. Dạ để em gửi qua cho. Em gửi cho tài xế cho. Dạ. Dạ để tài xế chở anh chị qua. 200 nãy con lãnh giùm bạn là 700 nha. À, rồi, đi, đi. Đi trên cái thùng dầu dầu. Rồi, chị cho mẹ của bé là quên đi chị. Dạ, là 500. Dạ để em nói với Với lại cộng với 200 nãy nữa là 700 tổng cộng. Dạ 700. Về nói với mẹ chúc mai nghe con. Cảm ơn cô giùm đi con. Dạ cảm ơn. Cảm ơn gia đình. Dạ rồi. Thùng dầu xanh cho mấy người già nè. Dạ rồi, cảm ơn mấy anh chị nha. Cảm ơn nhiều nha. Chị qua anh cho chùa Long Thành đó quá. Dạ. Em cũng qua di chuyển qua anh đó. Chắc chắn là sẽ gặp đó. Dạ, chắc chắn sẽ gặp ảnh. Dạ. Ok, let's go nào. Rồi đi con. Đi con. Dạ cảm ơn anh chị nhiều lắm. Dạ. Nãy giờ cảm giác của con sau khi phát quà xong con cảm giác như thế nào? Chị dịch tiếng Anh cho bé đi chị. How do you feel giving out gifts? You feel good? You feel happy? Yes, okay. Con cảm giác như thế nào? Con cảm được cái nhà. À được ha. Được lưng ạ. Dạ rồi, vậy thì mình qua nha anh chị. Dạ. Dạ, anh chị có hài lòng về buổi phát quà ngày hôm nay không? Quá hài lòng. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh chị. Dạ, vậy thì em xin kết thúc video ra đây. Bây giờ chúng ta sẽ qua bên địa điểm 2. Dạ. Phát cho dưỡng lão với người lớn tuổi. Dạ. Dạ. Vậy anh chị ha. Dạ. Oh my god. Dạ. 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 Rồi, tạm biệt con. Một lần nữa thì chân thành cảm ơn gia đình nhiều lắm luôn. Dạ. Để cùng với em là phát hơn 150 phần quà đến với những hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Thì xin mến chúc gia đình cũng như cô chú anh chị sẽ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc của mình, để sẽ có những sự hỗ trợ đến với những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất ạ.